Ok, xin chào người đến kênh Phong Vũ 2367 ha. Nên em sẽ lên một người ít kính mắt ha, và nói chung có hai cái đồng hồ. Đồng hồ này em mua về dùng nha. Nghĩa hàng đồng hồ này hầu như là lâu lắm rồi không bán rồi. Mua dùng nhưng mà về mua dùm thôi, rồi về người ta không ưng giờ bán lại. Rồi. Một đối với kính mắt là cái mặt hàng hôm video hôm nay một người chuyện không đủ sẽ bao phí vận chuyển nha. Đơn trên 300 ngàn, chuyện không đủ bao phí vận chuyển một người nha. Đó. Thì hôm nay thì không có kính lão ha, chỉ có thứ nhất là kính mát nè, kính không độ mọi người đó, với lại một số gọng kính thôi, lưu kính lão hiện tại nó chưa có về mọi người đó. Còn mấy cái kính lão mà video trước nó tồn lại cũng ít à, không có nhiều. Bữa nào nó về lô mới thì em sẽ ghép lại bán sau nha. Đó. Thì đầu tiên em lên một người từ cái mẻ đây trước nha, lên hết trên cái thùng thì em sẽ lên mấy cái đồng hồ ở trong đó sau. Đó. Đầu tiên là mã B3 ha, con này giá 200 ngàn, nó có bị sức tơ đây xíu nha, đó người thấy rõ không? Nhưng mà đeo không ảnh hưởng tầm mắt nha mọi người. Con này cho bác nào đi xe đạp hoặc là đi chạy bộ các kiểu cũng ok lắm đó. Nó độ đàn hồi nè, ôm khuôn mặt mà rất là tốt nha. Con này thì mặt vừa khá giống ăn được ha, ngang nó tầm 140 mọi người nha, 140. Đó. Thực chất là mấy cái trồng này có thể thay được nè mọi người. Uber Cup này. Đó, Balenciaga Z và lum này. Trắng lớp gương rất là đẹp. Về mắt êm luôn. Còn rất khá là mới nha, chỉ bị cắn đấy là chắc do vận chuyển mọi người. Made in Taiwan nè ha. Cái này của Đài Loan, cho bác đi xe đạp này kia, chống chó, chống các kiểu. À. Rồi con này giá 200k nha, mã B3 200k. B4 150. 150 mọi người nha. À, con này cũng tráng một lớp nhũ bạc đó mọi người, chống chó nha. Con này phù hợp mọi người đi nắng rất ok luôn. Trồng khá ôm, có đệm cao su ở đây luôn. Trong trong veo nha, thông số của nó thường là nó sẽ in, mấy loại này nó sẽ in nên đây, mà nếu mà đã đeo rồi mọi người nó dễ bị tróc lắm ha. Hiện tại nó không có đây, hoặc là nó thường in trên cái mấy nhãn bao bì á. Đa số mấy hàng kính này nó gia công tại Trung Quốc nhiều lắm, nhưng mà quan trọng là cái thị trường nó bán ở đâu mọi người nha, thì nó chất lượng như vậy. Thì theo một cái một sản phẩm đó kìa, cái hàng đa số này như nhà máy nó còn đặt ở trên đấy hết, hàng mấy nước Đông Nam Á mình. Con này ngang 145 à, mặt hơi lớn xíu mà mang ok. Em thử nha. Đó, mặt vừa mà lớn nha. Nào, em đeo con này là vừa khít luôn nè. Rất là ok. Trông rất khá là đẹp nha. Lớp nhũ bạc đó mọi người. Vô nhìn nè, mọi người nhìn nó vẫn có xuất sắc nè, nhưng mà nó không hề ảnh hưởng tới tầm mắt nha. Còn khá là mới, trông trong veo luôn. Cái này mình đeo đi xe đạp, đi xe máy, đi nắng ok. Form này khá ôm mặt mọi người nha. Hạn chế gió luôn cho mày. B4 150 ha. Tiếp theo mã B5 ha, con này giá 150 luôn đó. Form nó giống con nãy mà, nó có chữ X game ở đây để chắc cho các bác đi xe đạp ha. X game này đó, chồng nó vẫn có xước sơ nha, nhưng mà này đây nó, nhưng mà tương đối ổn, người vẫn đeo vẫn ok nha. Đó. X game này chưa lau sạch trong nè, lau chưa kỹ đó. Chữ rồi nó mất hết mọi người. Gặm con này khá là nhẹ nha. Nhẹ cũng form ôm mặt luôn. Con này ngang 145. 145 mọi người nha. Trồng X game ha. Mã B5 150. Mấy kính xe đạp này thường gửi nói gì nó dễ bị hỏng lắm mọi người. Thứ nhất là đè nó form cong cong mà đè nhau gãy. Hai là trầy xước nhiều lắm. Đa số bây giờ đang bỏ những cái dây này mà giờ bỏ luôn nó rất là nhiều. Này nó xước nặng quá. Con này ở mức tạm tạm. Con này thì trồng quá đẹp luôn. À, ha, trồng mấy này trồng mica hết nha mọi người. Kính xe đạp này không có trồng thủy tinh. Máy form kính cổ mấy này lau chưa sạch nha, lau sơ là sạch mọi người. Này dơ lau sơ là sạch nha. Có mẹ ở đây thôi. Có cao su chống trượt nè. Con này cũng khá là nhẹ ha. Con này ngang cũng 145 mọi người nha, 145.
form ôm khuôn mặt đi nắng hả, đi nắng quá chạy Grab các kiểu hay là mình đi xe đạp cũng ok nữa ha. B6 160k đó. Nó gì à, 20-30 con kính kiểu này mọi người mà nó hư hết. Rất là phí luôn. Chắc còn cỡ 8-9 con à. Hư nhiều lắm rồi. Đây, à, dìa rất nhiều mà, nó tài nặng lắm, như con này tài nặng quá, gãy nè. Quá trời quá đất luôn. Dìa nước lấy cao su, lấy đệm thôi. Rồi, lên mọi người mấy cái con đồng hồ này. À. Đồng hồ đây em mua giùm khách thôi, nhưng mà về ảnh anh bỏ cọc nha, có nghĩa là ảnh cọc hàng em mua giùm á. Về anh bỏ cọc. Bỏ cọc thì nhờ em bán lại giùm. Bán lại giùm, bán rẻ cũng được. Đó. Đây nhìn qua em tên nha. Đây, cái dòng này thì hiện tại thị trường là hàng hàng giả, hàng nhái, hàng fake các kiểu rất là nhiều. Nó làm rất là giống hàng thiệt luôn. Đó. Thường thì tại vì cái đồng hồ mình mới đúng không? Mình giống như cái này nè, nó mới nó còn siêu siêu nha. Đó, dù con này thì thực chất là em không thật sự rành những cái này lắm, em chỉ tìm hiểu thôi. Đó, thành ra em chỉ bán giá mua gì á thì em bán rẻ thôi mọi người nha. Đó, chứ còn khả năng là hàng hàng hàng, hàng ria rất là cao luôn, hàng chính hãng á. Đó, tại vì máy mới thường nó có cái siêu ở trước mặt với ở sau nè. Và mọi người lên mạng á, người nghiên cứu mấy cái cách mà phân biệt đồng hồ giả thiệt á, không cách nào là nó hoàn chỉnh hết, tại vì nó người ta đem một cái hàng phát mà hàng phát loại loại 10, loại 9 hay là một phát cũng nhiều loại phát đó, nhiều loại hàng giả mà giả nó tệ quá, nó có những điểm nó rõ ràng về phân biệt thì không nói. À, nhiều cái nó làm cực kỳ tinh xảo mình cũng khó phân biệt được lắm. Ta lẽ nói thật nha, chẳng lẽ là không có nói mới vấn đề là nếu mình bán không nên nói nó dở, nhưng mà em thì em thẳng tính có sao nói vậy nha. Đó, tiền nào của đó mọi người, nhưng mà đó nó thật sự rất là đẹp nha. Và cách mà đơn giản nhất không, con này mua 2 con 10.000 rồi sao, rồi 10.000, rồi 10.000 yên gì tới đây, chưa tính phí nội địa mọi người, tính phí á. Con này đồng hồ nam nha, nó màu đen đen tuyền nè, nó có mã nha, xíu cho mọi người coi mã mã của nó. Con này thông tin đúng là 36 nè. Núm là tầm 30, con núm là tầm 38 nha, 38 mỏng dánh luôn. À, 6 ly nha. Mạch thì này mấy cái con dòng đây nhiên quay lên tên này là nó mạch kính, nó làm bằng kính kính khoáng thôi nha, kính khoáng mình á. Đó. Kim này, còn mấy cái video hướng dẫn mà phân biệt giả thiệt đó, nó không có độ chính xác cao mọi người nha, coi nó cũng không biết mấy đâu. Con này 6.8 đó. Nói chung cái này hàng xài rồi, da da này thì mọi người về thay lại giúp em nhé, thay lại giúp em đây, móc này đó, mấy phương pháp là kiểm tra móc này kia rồi phân biệt giả thiệt á, nó chỉ ở là những cái hàng xưa hàng là mấy hàng mà nó phát loại lõm thôi đó, còn phát mà nó làm mà hàng phát loại một thì cũng khó phân biệt lắm, kiểu như rép 1-1 đó mọi người. Còn cái này thì hàng cũ hàng dùng rồi ha, đó thì mình em có thể cậy ruột cho mọi người xem ruột thoải mái luôn đó ha. Đó ruột đây, à này ruột đây thoải mái luôn nha, pin nó luôn này đó. Miyota có mã đầy đủ nha, Super GL20 này, Noel West các kiểu đó, mình xem rõ chưa. Và cái này em không bao một người trong nước nha, cái ron này người về ra tiệm bảo người ta thè cái lớp trong trong nước vô đây, với lại thè lớp trong nước vô đấm này nha, tung ra tiệm người ta làm không bao nhiêu mọi người đó, nó mẹ vàng hết, về vệ sinh thay dây nó bán giá mời mọi người. Còn cái mẹ nó đây nha, người dễ có thể tham dạo giá mẹ nó, với lại cái size thì mỗi size nó giá bán khác nhau nha, không bao nước mọi người nha. Đó nó vẫn chạy nè, bên nguyên bên đó gì nó vẫn chạy ở mầm đó. Này là nam đeo nha, nam tay nhỏ, bác văn phòng lịch sự, mã nó đây. À. B36R12 nha, rồi serial number này. Nói chung thực chất là hàng phát loại một, máy này nó làm giả được hết nha, nhưng mà mọi người cứ tham khảo đây, tại vì cái máy em đã mở cho mọi người xem cái máy rồi. Đó, tôi dùng hàng mới mọi người mua mới thì lại vô người cậy máy ra coi thử đúng không? Còn đây là hàng 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 hàng, hàng dùng rồi, thành ra em mở coi máy thoải mái. Đó, màn hình nè. À. Thay dây da thôi nha mọi người,
dây zin của nó mà xài rất là lâu rồi, nó bấy nhảy hết rồi. Da thiệt của người ta. Đó, da nó đậm một lớp lớp nỉ ở trong. Móc còn nguyên nha, người vừa thay dây da lấy cái vàng vàng cháy luôn. Nam đeo. B2 1,2 triệu nha. Đó, tháng nào mà phán xét hay là chữ gì đó thì tìm hiểu kỹ nha để mất công. Công không nói thôi, nói là người ta kêu mình không hiểu biết. Đây, đây nhìn qua là tên con này size lớn, con này size như 41 nha. Bốn mốt mọi người nha, cả nấm luôn là cái nấm là bốn 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 hai chấm mấy gần 43 ha. Đó, dây da nè, tab nè. Đó, chắc là hàng phát loại một, mấy cái này nó làm được hơi dễ được hết nha. Đó là em nói thẳng phải ngại gì hết mọi người, không ngại nha. Đó, còn con này giá mọi người search biết bao nhiêu tiền là mọi người biết rồi ha, nếu mà đúng hàng chính hãng 100%. Đó, con này thì em không khui máy nha, con này mới em không khui máy, không khui máy đó, về người hàng hàng riêng 100% về một người trúng thôi. Riêng này bán tầm 5-6 triệu, không rẻ ha, không hề rẻ. Đây nhiên qua lên tên nha, mã nó đầy đủ nè mọi người. Này đó, mới tin nam đeo mọi người nha, lên tay cái này. Trời, con này vừa tay luôn á, nhưng mà thật chắc em không thích nè, mà nó màu trắng, em không thích màu trắng, nhưng là không hợp. Em hay quan niệm phong thủy mọi người, đỏ hay là kim, ít nhất kim nó còn màu vàng vàng thì em khoái, kim nó màu trắng luôn. Đó, miếng siêu còn nguyên nha. Đó, con này ngon mẹ các kiểu đó ha. Đáng lẽ ra là nếu bán như vậy là không nên nói đúng không mọi người, nhưng mà em thẳng tính nói thẳng để mọi người về khỏi sợ mất lòng nha. Đó, còn giá bán thì nó muôn thở lắm, trên mạng bán đầy giá hết, mấy trăm ngàn cũng có, thậm chí cái đồng hồ 200 ngàn cũng có. Quan trọng là 200 ngàn này 100% là không phải thiệt rồi à, phát là phát loại là mấy chục, phải là 10, là không phải là một, là loại 2, là 3 nữa. B2 1,2 triệu đó, còn bán nào phán xét gì thì tìm hiểu hàng nói nha, để mất công lớn mà để em nhỏ em cười mặt. Dạo này nhiều bác lên phán xét này kia ghê quá. B7 140k. Fisherman Eyewear. Đó, cũng có con viên bao cao su này rất là êm. Dòng này cũng đi xe đạp được nào người, đi nắng cũng ok nha. Cái này chắc mặt vừa thôi mọi người. Không, nếu mặt to xíu đeo thì nó giãn ra nè. Đó, giãn ra ôm khuôn mặt các kiểu ha. Con này ngang 140, mặt vừa thôi nha mọi người. Ngang 140, nhưng mà nếu mà trừ hao cái độ dày của càng nó thì mình mặc vừa thôi, mặc trung bình trở lại là đeo ok nha. Trông khá là đẹp, ok nè. Đó, thấy chưa, càng kiết càng không, khá là mới nha. Đây thương hiệu đây, 10 mã đây, người ta xe sệt được nha. Cái này hàng bình dân thì chứ cũng bên đó nó bán 300-400 ngàn ha, 300-400 ngàn một cái bên đó thôi nha. 1.800 yên, 2-3 ngàn yên tùy loại, rẻ lắm, thấy rẻ lắm cũng 1.000 mấy, là hàng gớm mồm luôn. B8 140, con này không độ, dùng đổi màu quá ta, để em thử đổi màu tới câu chuyện, không có gì thử đổi màu, con này đem ra nắng nha, chắc không phải đâu, bán trồng trơn thôi nha. B8 140 gọng tâm đó, cũng không thấy thương hiệu gì hết, nếu mà thương hiệu là chắc em phải xách ra nắng phơi thử liền. Ngang là 132, càng là 140 nha. Hình 1 2 3 4 5 6 7 8, bát giác nam nữ đeo ok. Đó, này đi đeo đi đêm thoải mái luôn nha mọi người, đi đêm thoải mái luôn, đêm đi ngày cũng được, bác nào mới mổ mắt xong đeo là chống bụi cũng ok nha, đeo đẹp đó, đeo kiểu như ôi dục rồi xong trước trừ tiền. B8 140, B9 150, con này cũng không độ nè. Đó,
không đổ mọi người nha. Dòng nhựa có cục ở đây trông còn tương đối ok nha. Con này chắc là nam nữ đeo cũng được mọi người, thấy em đeo vô cũng ok, không đến nổi đâu. Ngang 143, càng là 145 nha. Để em đeo thử nam đeo được nha. Chờ. Ok luôn nha mọi người, nam đeo thoải mái luôn. Kiểu như gì ta, cái này gọi là mắc gì hả, mắc mắc tu hú hả. B9 150. Trong mấy ca nha mọi người. Con này trong mấy ca. B10 150. Nói chung kính mát thì bữa nay về nó cũng kính bình thường mọi người. 200 nha. Đây mọi người thấy dưới đây màu hồng không? Dưới đây trên màu trắng nè. Bụi thôi chứ trong nó còn rất là ok nha. Đó, con này to hơn con nãy xíu ha. Em nhìn là em biết nó to hơn rồi. Đó, con này ngang 140. Càng là 145. Ở dưới màu hồng nha, còn ở trên là màu trắng. Này chắc nữ đeo rồi, hồng hồng vậy, bác nam đeo chắc cười chết luôn. B10 150. Đó. Này hàng dùng rồi, hàng xi mọi người nha. Trồng mấy ca. B11 150. Đó. Mấy hàng này mua mua cũ nhưng mà nó vẫn có thuế nha mọi người. Thế đầy đủ không? B1 150. Nó tùy shop bển này, cái shop nó đánh thuế luôn. 10%. Con này trồng nó hơi màu màu gì đó, màu khói mọi người nha, màu khói đó. Có cầu mắt này nè. Này bác nữ đeo người gì về, cái này lắp kính cận ok nha. Ngang 140-141, càng là 140. Về người lắp kính cận kính lão ok luôn, và để xài kính râm con này đi đêm được nha. Màu khói nhạt thì mọi người đi đêm bình thường nó cũng không ảnh hưởng gì hết mọi người. Và đặc biệt nó hay cái nữa, nó sẽ hạn chế được ánh sáng đi ngược chiều. B1 150. Em ơi đừng khóc bóng tôi chuyên mắt xe bắt em đi. Em đi. B12 chính xị hết hồn mọi người. Chính xị hết hồn cho. Đó, nguyên lô được có con này là tạm tạm. Ừ. Cũng bị xước hết rồi. Không biết mà nó lúc em coi thấy ok lắm, gửi gì đây làm dày đường gì. Hết tiền liền. Đó, cứ mà kính mà về đây dày đường là hết tiền. Này cái mồ hôi này em đeo thử rồi. Ra nắng em đeo thử nha. Tại máy này phân cực nhiều khi nó hằng lõm mà sao. Phải đem đeo ra ngoài nắng đeo nhìn thử. Nhìn phê luôn. Đó, vừa người dính cái hộp hộp mà đâu sạch đi. Bụi đó, lâu sạch. Đó, con này là trồng Meka nha, đó là trồng zin nha mọi người nha, không phải hàng zin, nó cũng là trồng nhựa thôi nha, nhựa thôi. Đó, cái gọng cũng là nhựa luôn. Đó. Mã thì đã tra thử rồi, con này là chống phân cực nha. Bola Reset này, đó, Ray-Ban B ha. Đây, Ray-Ban B. Đó. Mã đầy đủ mọi người có thể tham khảo mã anh mạng với em nha. Đó. Nhớ là đánh luôn mã này ra nha mọi người đánh hàng trên thì nó sẽ có nhiều loại khác, đánh hết hàng đây ra. Đó. Đó. Bát này nè. Bản lê ha. Đó, mọi người lên tham khảo hàng ra nha. RB ở góc đây luôn. Rất là nhẹ nha. Chống phân cực. Cái này nam nữ đeo được, kiểu dáng pilot nha. Đó, foam này là foam pilot đó. Nam nữ đeo ok, size lớn luôn, 145 luôn. Đó, mặt này đeo thể loại nào ok. 142 càng nha. Một bốn năm mọi người nha. Đó, nó bị điểm xước nhẹ này. Này chắc là do vận chuyển gì đây bị rồi. Cái trên này là dơ mọi người nha. Đây thôi. Đó, đó. Nhưng tôi không ảnh hưởng tầm nhìn mình mấy mọi người. Ray-Ban B ha. Kính chống phân cực của Ray-Ban. Kính phân cực ai quên. Nhầm. Phân cực chống chói. B12 900k. B13 con này thì mặc dù nó trồng nó rất là xuất sắc nhiều nhưng mà đeo vẫn còn nhìn tạm tạm mọi người.
Đó, nhưng mà đặc biệt là con này mình thể lấy gọng được. Đây. Nó có hai ốc này, ốc đây để mở cái khung này ra thay cái trong nha. Người về có thể thay thay trong kính cận hay kính lão. Nó là nguyên đúc nguyên khối titanium này. Đó, càng hết từ trên dưới luôn. Là nguyên titanium hết nha. Đó, về mắt chuẩn này ha. Đó. Logo nha. Đây. Thương hiệu đây. Nautilus có mã này, US bán này, sáng chế của Mỹ. Thi kiểm titanium nha, titanium nguyên cái càng cái gọng luôn, gọng khứa 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 này đó, nam đeo ok, nam nữ thì đeo đẹp hết mọi người, thoải mái. Con này ngang sát cận 135 này đó, nở thái dương là 143 nha, mặt hơi lớn xíu vẫn mang được, mặt hơi lớn xíu vẫn mang được nha, mặc dù phía trước là 135 nhưng mà khi nó nở ra đây không cắn mặt mình ở thái dương, mình đeo ok thì nó gọn. Form này thì kính nó gọn lại trong mắt, nó mà mặt lớn à, ở trong nhìn ra ok rồi mọi người à, trong nhìn ra ok. Lấy gọng cũng ngon nha, cái này gì lấy gọng cách cận lão vẫn đẹp này, gọng sứa sứa này, gọng titan nha, titan nguyên cả gọng cả các kiểu luôn đó. B13 2.8, B14 120k. Con này tráng lớp nhũ bạc ngồi nè, người chống chó. Càng nói chung không được mới lắm, mà trồng tương đối nha, càng nhựa. Ngang là 141, càng là 145 ha. À, màu đỏ đen như kiểu con rắn mối, ô là con rắn rắn nước rồi. 120 B14. Này đi nắng nhức nách luôn. Rồi một con form pilot tiếp nè. Bụi mọi người nha. Rubber Spray. Không phải Ray-Ban mọi người nha, Rubber Spray. Đó. Không có thấy thông số gì hết. 170k nha. Con này trồng một cái trồng không thấy. Con này trồng không biết trồng gì luôn. Nhưng mà trồng tương đối ok mọi người nha. Giọng chỉ. Đó là tâm. Ngang là 137 mọi người nha. Ngang 137, càng là 137 luôn. B15 170. Hàng bình dân. Rồi. B16 250k. Đó con này. Con này có một kính phân cực. Đó. Mà Polarite HD là hãng nha, không phải là nó ký hiệu cho kính phân cực mọi người nha. Thôi mà mọi người vô search nó cái hãng này ra. Search cái hãng này. Đó. Search cái mã này. Đó, sản xuất năm 2020 này. Mã nó WI này, EX49 E405. Đó, ra ra nha. Cục này là 500 mọi người nha, 500. Hết. Đó thấy không? Đó, hit hit 500 nha. Thì khi mà hai cái gàng này gấp lại nó hít lại đó, kính phân cực hãng này nha. Rồi hãng này nó làm kính phân cực thì giá cũng mềm, mềm là 30-40 đô chứ không phải là mềm là rẻ đâu mọi người nha, mềm 30-40 đô. Tôi thấy có cửa hàng nó bán 50 đô, nói chung là giá cũng khá rác. B16 207 trồng tương đối nha, cái này em đeo ra đánh thử khá ổn rồi. Mặc dù hàng phân cực giá mềm mà nhìn khá ổn nha. 142 càng là 140. Form ôm nha, ôm cam khuôn mặt có 500 hit càng này. Đó, cứ ngắt luôn. Cái này mình kẹp vô áo mọi người. Đó. Ví dụ kẹp vô áo rồi đúng không? Kẹp vô áo vào đây. Đó, móc áo nha. Đó, kẹp lại nó dính giữ nó sẽ khó tuột hơn.
sự cứng hơn, khó tuột hơn. Đó, ví dụ như những cái kính này của mình đúng không? Là kẹp vậy, móc cái vậy nè. Nhiều khi nó lúc lách nó sẽ tuột ra vậy, mình cúi á, nó sẽ tuột ra. Đó, còn mấy thằng này á. Đây. Kẹp vô áo, cổ áo mọi người, cổ áo mọi người á. Cổ áo kẹp lại, đó, dính. Rồi, nghiêng cúi. Không tuột ha. Nói là không tuột nhưng mà nó sẽ rất là khó tuột nha. Tại vì cái này nó trơn nè, ha. À, cái này nó trơn chứ lại nó không không có bám như cái áo mình nó có độ bám hơn. B16 207 nha. Rồi, kính mát hết, chuyển sang rộng mọi người nha. Rộng titanium. Rộng mới này giờ mua không được mọi người. Đó, thành ra đây là lô cuối cùng nha. B17 204. Gọng titan B nha, solid nghĩa là nó đúc nguyên khối titan luôn. Nguyên cục này là titan, thông số là 5215138. Thương hiệu là Continental vậy đó, mã 1206. À, cái trồng này nó dơ, mọi người đừng quan tâm nha, tại vì cái trồng này là trồng giả, đây là gọng mới. Trồng này để mọi người đi cắt kính nha, nó sẽ đưa cái trồng này vô máy để nó chép, nó sẽ nhanh hơn. Nó nghĩa là nó có một cái máy để cắt kính á, cắt trồng kính nè, nó chép từ cái trồng này chép qua rất là nhanh. Còn nếu mình không có trồng này á, không có trồng trên kính này nè, thì nó làm sẽ rất là khó hơn chút. Đó, vẫn làm được nhưng mà khó hơn chút thôi. Màu nâu cà phê mọi người nha. Ngang là 133. Đó. Ngang 133 ha. Mạch vừa, cho bác nào mạch vừa. Chiều cao trong là 42 ha. Nam mạch vừa B17 204 nha. Các kính lão kính cận, kính mát, kính gì cũng cắt được mọi người nha. B18 280k. Đó. Con này lách cái vàng. Cơ, này to đồng B18 không? Này, con này 280k. Lách cái vàng nha. Titanium. Thương hiệu của nó là Vsat. Mất in Japan ha. Con này rất là trí thức mọi người. Cao là 35. Ngang là 135 ha. Càng là 140. Móng nhẹ. B18 280k. Lắc kê vàng. B19 170. Con này là gọng nữ nha, gọng titanium B. Con này thương hiệu là của Burenet. Đó. Gọng mới 100% gọng titan nha, dây mắt nè. Đó. Nữ đeo. Chiều cao là 38. Cái này giờ mọi người cắt kính lão đẹp nha. Cái này kính lão cũng cần nhưng đẹp hết. Đây, em nghĩ là hơi trung tuổi xíu. Cái này cắt kính lão đẹp nha. 135. Gọng titan mọi người nha. Nó là trồng giả nha, mọi người đừng quan tâm nó có tài trước này, chủ yếu gì để chép cái trồng kính hay mình để cắt kính thôi. B19 170. Mấy gọng này toàn là gọng mới thôi nha mọi người. B20 180. Gọng này gọng tâm nhỏ xíu à. Đó. Thương hiệu là Heroic. Nó không đỡ titan nhưng mà gọng này rất là nhẹ mọi người. Ngang nó là 137. Càng nó là 135. Wow. Càng 140 mọi người. Một 140 nha. Mắt này mọi người về thể cắt to hơn xíu cũng được. Đường kính là 30 mọi người. B20 180. B21 270k. Con này giống con số 1 nha.
Đúng con số 1. Y chang con số 1 luôn. Nó là chỉ khác một cái là càng nó 141 nè. À dây mắt chuẩn nha. Dây mắt chuẩn nè, đó, có chữ luôn. Chữ C ấy, mọi người. Chữ C đây nè. C trong cái chữ cái của hãng luôn. Con này chiều ngang trung chiều ngang 140 nha. 140. 140 hơn xíu mọi người. Đó. Càng 141. Nam đeo màu nâu cà phê. Chiều cao của trong là 45. Đó, con tem đầy đủ này kia luôn nha. B21 270k. B22 250. Nó gặp titan, nó mấy cái khớp này nó làm bản lề giống kiểu như lách cây vàng các kiểu này sáng chói luôn. Ở sale có hoa văn luôn. Con này thì không ăn cũng bê thương hiệu là BCS luôn mọi người. Dòng titan nha. Phong nhỏ nhẹ. Cao tầm 38. Ngang là 135. Ngang 135 nha. B22 250. B23 120. Con này thì nó mất cái trồng giả rồi mọi người. Đó, nó lấy cái vàng sáng chói nha, của nữ. Rồi, dây mắt này có cái cục lại lên cái gọng luôn. Giá bán niêm yết nó 24.800 viên. Đó. 24.800 viên mọi người nha. À 24.800 viên. Rồi gần 4 triệu rưỡi. Cỡ đó. Thông số là 53-15-133. Thương hiệu của nó là Charles Jordan mọi người nha. Charles Jordan lấy cái vàng nữ đeo. Rồi, dây mắt chuẩn hãng luôn nha. Nữ nha, nữ đeo. Nữ mặt vừa nhỏ 132. Trồng kính là cao 45 mọi người nha. Này trẻ trung các kính cận cũng đẹp nè, ha, cũng ok. B23 120. Lấy cái vàng cộng thường lấy cái vàng nha. B24 180k. Con này cũng giống con này nha. Giống cái xì con nãy em quay mọi người á, giống con này nè. Đó, thành ra em không có nói lại nữa. Nó khác màu thôi. Rồi con này 180 luôn. B24 180. B25 250. Đó. Rồi, con này đo lại đi. Con này cái càng nó thì không có lách cơ, càng nó màu khói ha, màu xám khói. Ngang 135. Càng nó là 140 gặm titan B nha. Thương hiệu là BZ luôn. Đó. Trầm cao 38, 37 ha, 36, 36. 36. Ngang 135. B25 150, hay là 250 luôn rồi nha. B26 270k. Đó, giống con vừa rồi mọi người mà nó to hơn nha, cùng hãng. Mà con này mặt lớn xíu. Con này ngang 141 nè. À, ngang 141. 140 rồi. Càng của nó là 142 nha. Thương hiệu là giống cái con này luôn. Đó, mà con này thì trồng cao hơn xíu, con này trồng 39. Ngang 141 nha. Màu màu này gọi màu gì ta, ánh cam hả? À. Đó. Đó là nam tính nha. B26 207. B27 240k. Mất in ra bằng con này hai cầu form cũ nè. Ngang của nó là 145, sai quá trời lớn luôn. 146 7 vậy là mọi người. Đó. Càng là 142. Thông số là 54-15. Trồng của nó là cao 39 nha. 39. Con này màu xám tro mọi người. B27 254. B28 này form philot nè. 230.
dòng Titan. Con này là thương hiệu Cofidis vậy luôn nha. À, nó mất cái thông số rồi. À cái này không phải, hiệu khác rồi. Con này màu đen tuyền, hai cầu. Con này kính lão đẹp nè. Thật là nếu mọi người đi cái kính mát cũng ok. Cao là 46 trăm nha. Ngang con này chắc lớn. Con này ngang 147. Cho bác nào nam mặt lớn nha. B23 230. B28 mọi người, 230. B29 270k. Con này thương hiệu cũng Continental vậy đây. Đó. Tem này. Về mắt nè. À. Một cầu. Con này ngang tầm 140 ha. Y luôn, ngang 140 mọi người. 140 chuẩn luôn nha. Thông số là 52 16 141. Trồng này cao tầm 39. Nam nữ đều ok hết rồi. B29 207 này về cái kính mọi người nha. Rồi còn máy êm nữa hết nha. B30. Ôi chà. Cục con này ngon. Make in Japan cộng ép Titan nha. Thông số là 54 17 135. À, con này thương hiệu là Valentino Rudy của Ý nha, thương hiệu của Ý, sản xuất tại Nhật luôn nha. B30 hay xị đủ. Con này nữ dây mắt chuẩn luôn nè. Ôi rẻ quá. Lách cơ vàng luôn. À, lớp vàng nó thì bảo quản không kỹ, nó 10 gì cần phải đánh lại xíu cho nó bóng. Con này trồng nữa nha mọi người nha. Gọng treo. Gọng treo. Ngang là một ấy chà, con này ngang chiều ngang hợp lý quá. Ngang 142. Chiều cao của trồng dẻo nó là 37 10 nha. Rất dễ kết kính luôn. B30 200. Con này đẹp á. Con này đẹp, này để đánh cái xíu cà nè xíu là nó sạch sẽ. Bóng loáng đi nha. Mặc dù mà chưa dùng nhưng mà nó bảo quản để nó trầy xước nhiều. Xước tơ thôi, nó đánh hết, đánh cà nè hết. B31 240. Đó, con này cũng lách cơ vàng. Đó, hai cầu. Thương hiệu Brazos luôn, lách cơ vàng nha. Đó. Rồi con này chiều ngang rất là khủng, ngang 150 nha. Rất là lớn luôn. B31 254. Trồng nó cao tầm 39. Đó, trồng cao 39 nha. Ủa. Trồng 39 luôn. B31 254 nha. Thông số là 56 15 142. Ngang 150, trồng 39. B32 250. Đó. Ôi giời, giống mấy con lúc nãy nha. Mới sót cho dòng Titan luôn. Thông số 53 16 140. Con này ngang 135. Trồng cao 38. Đó. B32 250. Rồi B33 con nhỏ xinh này. 80k. Slam DZR đây. Mấy in Japan nha. Này về chắc cho con nít rồi mọi người, các kính cận rồi. Hay bác nào mặc siêu nhỏ 46 15 125. Chiều ngang của nó cũng 125 nha. Sườn của nó này nhỏ lắm, 125. Đó, ngang 125 luôn. Càng cũng 125 luôn. Là xíu gì xíu à. Này chắc cho bác nào mặc siêu nhỏ, ốm ốm hấp má. B3 80k hoặc là cho nít người các kính. B34 554 nha. Rồi dòng vàng dòng này lên giá lắm, người mua không có nổi. Đó, có còn một rồi thôi. Bác nào thấy hợp nhãn thì giúp nha. Chứ dòng vàng này vàng lên giá hay gì mua ghét lắm. Vậy này nhiều người chịu khó lâu phần này giúp em. Anh lâu sơ đã thấy thông số thôi. À, 12K Goldfield 1/20, thông số là 54 16 142. Thương hiệu nó có hình giống như chữ A vậy này, Valentino mọi người. Valentino à. Đó. Có chân mày sượt dọc. Vàng nha, vàng lâu ngày nó xỉn màu, người về đánh là bóng loáng đi.
Đó, giá niêm yết 37.000 yên. 37.000 yên. Rồi, hơn 6 triệu. Đó, giá chưa bằng 1 phần 10 nha mọi người. Đó, này lâu quá là bóng đi nha. Cái này lâu bóng đi. Vàng. Bọc vàng nha. Đó, này nam đeo người form mắt vuông, người nam nữ đeo ok hết. Chiều ngang nó cũng rất là hợp lý luôn. Rất dễ mang luôn, ngang 130 138 nha, rất dễ mang. Đó. Này thì không có trồng dẻ thì nó mất thêm một con đoạn là chép trồng nữa. Chép một cái trồng dẻ như này nè mọi người, xong rồi đưa vô máy cắt. 52. Chiều cao là 40. Đó, một con duy nhất nha. Gặm chưa xài nhưng mà bảo quản á, lâu ngày nó sẫm màu mọi người, về vệ sinh là đẹp đi. Một cái duy nhất thôi. Mấy cái gọng vàng đây rất là đắt, mua không nổi. B34 554. B35 207, mã cuối cùng video nha. Hôm nay có 35 mã. Đó. Novevia. Giá bán 20.000 yên này, đó cũng đâu đó 3 triệu mấy mọi người. Ngang 140 đó, size này rất là thông dụng luôn. Càng của nó là 53 18. Càng cũng tầm đâu đó 140 145. Con này mắt lớn à, mắt hơi vuông, nam đeo. Đó, này văn phòng đeo cũng đẹp mọi người. Văn phòng thấy này mấy bác cũng ưa chuộng cái form mà hơi lớn xíu. Cao 47. Cũng dê chưa? Cao 47 ha. Con này B35 270k nha. Rồi, video đó để kết thúc. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại ở phần tiêu đề. Số điện thoại là số Zalo luôn. Đơn trên 300 ngàn chuyển còn đủ, anh sẽ bao phí vận chuyển. Mọi người quan tâm tới kính lão hay là các mặt hàng kính khác hay là các mặt hàng khác, mọi người có thể đăng ký cái này để theo dõi video mới nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Tạm biệt.